Xin lỗi chị Lập đợi con hỏi. Con nghe không? Nghe đài hoặc đọc sách thiền tông mà bị lột da gà, cảm thấy như có luồng điện chạy quanh người, là vì nguyên do gì ạ? Nghe đài hoặc đọc sách thiền tông mà có cảm giác như là nổi da gà, hoặc là có cảm giác có luồng điện chạy vậy, là có hiện tượng? Cái đó nó cảm ngộ á. Đọc thiền tông mà nó có cái hiện tượng gọi là cảm ngộ, thì cái người đó đó nó dễ nhập lắm, dễ nhập Phật tri kiến lắm. Có nghĩa là nó có một cái lực hút từ bên trong á. Lực hút đó là cái gì? Là địa công đức ngày xưa đó nó nổi lên. Bởi vì hai cái tương tác nhau, con có công đức ở ngoài này, cái thiền tông nội là công đức dương, hai cái nó gặp nhau nó phá, nó làm nó nổi lên. Thì trong đạo Phật gọi là cảm ngộ. Người nào mà đọc mà cảm ngộ nhiều thì chắc chắn thời gian sau sẽ tri kiến mở ra. Có nghĩa là thấy cái tánh biết của mình nó mở ra liền.